Trong bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học có nhóm 7A. Nhóm này còn được gọi là nhóm halogen, gồm các nguyên tố fluorine, chlorine, bromine, iodide, astatin và ternesin. Tuy nhiên, hai nguyên tố astatin và ternesin này là hai nguyên tố phóng xạ, nên là khi nhắc đến nhóm halogen này thì chúng ta tự hiểu rằng chúng ta đang xét các nguyên tố fluorine, chlorine, bromine và iodide thôi. Ở đây có bạn nào thắc mắc là tại sao nhóm này đã có tên là halogen không nhỉ? Halogen nghĩa là gì? À, theo tiếng Latin, halogen có nghĩa là sinh ra muối. Thật vậy, trong tự nhiên, các nguyên tố nhóm halogen này chỉ tồn tại dưới dạng muối. Ví dụ như nguyên tố fluorine có mặt trong các loại quặng như là Fluoride thành phần chính là CF2. Hoặc là quặng fluorapatit thành phần chính là Ca 5 B 43 lần F nguyên tố chlorine nguyên tố này thì phổ biến hơn có nhiều trong muối ăn hàng ngày của chúng ta đấy NaCl hoặc là có trong quặng silvinit NaCl KCl hay là trong dịch dạ dày của chúng ta chứa rất nhiều axit HCl các nguyên tố bromine và iodine thì có trong nước biển và rong biển. Đối với các đơn chất thì công thức hóa học của các đơn chất lần lượt sẽ là F2, Cl2, Br2 và I2. Tên gọi của những đơn chất này giống hệt với tên gọi của các nguyên tố thôi. Đối với bọn đơn chất này thì thầy sẽ gọi chung là X2. Có công thức cấu tạo là X liên kết đơn với X nhớ lại kiến thức ở chương liên kết hóa học một chút nhé hai nguyên tử giống nhau liên kết với nhau thì đương nhiên bọn này chỉ có liên kết cộng hóa trị không phân cực thôi vì đây là hợp chất cộng hóa trị không phân cực nên giữa các phân tử chỉ tồn tại tương tác van der van thôi tương tác van der van này chỉ phụ thuộc vào nguyên tử khối phân tử khối hoặc là số lượng electron của mỗi chất chất nào có khối lượng càng lớn hoặc là electron càng lớn thì tương tác với và vàng càng cao dẫn đến nhiệt độ sôi nhiệt nóng chảy cũng tăng theo phân tử khối lần lực của các đơn chất nó sẽ là đấy các em có thể thấy là khối lượng của chúng tăng dần từ foreign cho đến iodide đúng không nên là cái nhiệt độ sôi nó cũng tăng dần từ foreign cho đến iodide và nhiệt độ nóng chảy cũng vậy, cũng tăng dần. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần dẫn đến thể tồn tại ở điều kiện thường của các chất cũng tăng dần. Fluorine và chlorine ở thể khí, bromine ở thể lỏng và iodine ở thể rắn. Đi cùng với đó, màu sắc của các chất nó cũng đậm dần. Fluorine màu lục nhạt, chlorine màu vàng lục, bromine màu nâu đỏ và Art màu tím đen. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về halogen cũng như một số tính chất vật lý của chúng. Giờ chúng ta tiếp tục đi vào tính chất hóa học của halogen nhé. Các nguyên tố halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Thầy có thể viết cấu hình electron chung của bọn này là LS2 hoặc NP5. Và sự phân bố electron trên các orbital nó sẽ như trên màn hình đấy. Bọn halogen này có đặc điểm chung là chúng đều có một electron độc thân. Ngoài ra, các nguyên tố chlorine, bromine và iodine có phân lớp d còn trống. Nhờ có phân lớp d còn trống này mà các hợp chất của chlorine, bromine và iodine có nhiều tính chất cũng như nhiều ứng dụng hơn là thằng fluorine. Đây là sự phân bố electron vào các orbital ở trạng thái cơ bản của chlorine, bromine và iodine. Các em có thể thấy là phân lớp d còn trống khi ở trạng thái cơ bản. ở trạng thái kích thích, các electron nhận thêm năng lượng nên chúng có thể nhảy lên các orbital d còn trống. Nếu kích thích với mức năng lượng phù hợp, một electron sẽ nhảy lên phân lớp d. Lúc này ta sẽ có ba electron độc thân. tiếp tục kích thích với mức năng lượng phù hợp. Electron lại có thể nhảy lên các orbital d còn trống tiếp theo. Lúc này, ta sẽ có 5 electron độc thân. Lại dùng năng lượng để kích thích, electron cuối cùng có thể nhảy lên orbital d còn trống tiếp theo. Lúc này, ta sẽ có 7 electron độc thân. Chốt lại này Là trong hợp chất Thằng Forin luôn có số xóa là âm 1 Vì nó chỉ có một electron độc thân thôi Và không có flip D còn trống Corin, Bromine và Adai Ngoài số xóa là âm 1 Còn có thêm số xóa là dương 1, dương 3, dương 5 và dương 7 Vì chúng có thể có 3, 5, 7 electron độc thân ở trạng thái kích thích Halogen là những phi kim điển hình. Tính phi kim của chúng giảm dần từ fluorine cho đến iodide. Tính chất hóa học của chúng được thể hiện qua các phản ứng sau này. Thứ nhất là tác dụng với kim loại. Fluorine là phi kim mạnh nhất nên nó không ngán kim loại nào hết. Nó có thể phản ứng với tất cả các kim loại và phần lớn đều xảy ra ở điều kiện thường. Đối với chlorine, yếu hơn fluorine một chút. Chlorine phản ứng hầu hết với các kim loại trừ vàng và platinum. Ví dụ, cho thằng chlorine phản ứng với sắt. Để phản ứng này xảy ra được, trước tiên ta phải nung nóng cái đinh sắt ở bên ngoài cho nóng đỏ đã. Sau khi đã nóng đỏ rồi thì ta cho vào lọ chứa khí chlorine. Phản ứng xảy ra nhanh và mãnh liệt đi kèm với đó là có khói màu nô đỏ sinh ra. Theo các em thì phản ứng này sản phẩm sinh ra là muối sắt 2 hay là muối sắt 3 bây giờ? À, chú ý này, vì thằng chlorine nó là một phi kim mạnh nên nó sẽ đẩy sắt lên hóa trị cao nhất và đương nhiên sản phẩm sẽ là sắt 3 thôi nha. Rồi, các em hãy dừng video lại một chút đi và thử viết phương trình phản ứng khi cho nhôm và sodium phản ứng với chlorine này đi xem nào rồi sau khi kem viết xong thì thầy cũng viết này sản phẩm như trên màn hình thôi nhớ là phải cân bằng phương trình nhé tiếp đến thằng bromine bromine phản ứng được với nhiều kim loại nhưng đương nhiên là khả năng phản ứng nó sẽ yếu hơn fluorine và chlorine rồi ví dụ khi cho bromine phản ứng với nhôm sản phẩm cũng tương tự là khi cho chlorine phản ứng với nhôm thôi nhá cuối cùng là thằng iodide thì khả năng phản ứng của iodide là yếu nhất phải có nhiệt độ hoặc xúc tác thì phản ứng mới xảy ra được ví dụ khi cho nhôm phản ứng với iodide ở điều kiện thường thì phản ứng này sẽ không xảy ra. Nhưng nếu ta nhỏ một vài giọt nước vào thì phản ứng sẽ xảy ra nhanh và mãnh liệt, kèm theo đó là có khói màu tím sinh ra. Nước ở đây nó sẽ đóng vai trò là chất xúc tác. Đối với bromin thì nhôm phản ứng ngay ở điều kiện thường. Nhưng đối với iodide phải có xúc tác mới xảy ra được vì đơn giản là tính phi kim của iodide là yếu nhất trong dãy halogen này tiếp tục là tác dụng với hydrogen. Khả năng phản ứng với hydrogen cũng giảm dần từ fluorine cho đến thôi. Đối với fluorine, sản phẩm thu được là hydrogen fluoride. Phản ứng nổ mạnh ngay cả trong bóng tối luôn. Đối với chlorine, bromine và iodine, sản phẩm cũng tương tự thôi. Các em hãy dừng video lại một chút và tự viết sản phẩm nhé. Rồi, sau khi các em viết xong thì thầy cũng viết luôn này. Đối với chlorine, phản ứng này cần phải có ánh sáng mới xảy ra được. Sản phẩm thu được là hydrogen chloride. Phản ứng gây nổ. Đối với bromine, khả năng phản ứng giảm một chút. Cần phải có nhiệt độ thì phản ứng mới xảy ra được. Sản phẩm thu được là hydrogen bromide. Phản ứng này không gây nổ. Cuối cùng là iodine Khả năng phản ứng là kém nhất. Phản ứng này ngoài việc cần nhiệt độ, nó cần phải có xúc tác là kim loại platinum thì phản ứng mới xảy ra được. Ngoài ra, phản ứng này còn là phản ứng hai chiều hay còn gọi là phản ứng thuận nghịch đấy. Nghĩa là phản ứng này xảy ra khó khăn và không hoàn toàn. Tiếp nhé. Tác dụng với nước. Vẫn như các phản ứng trên thôi là khả năng phản ứng với nước cũng giảm dần từ fluorine cho đến iodide. Fluorine phản ứng với nước sinh ra sản phẩm là hydrogen fluoride và khí oxygen bốc cháy trong nước nóng. Khi cho chlorine tác dụng với nước, sản phẩm thu được là hydrochloric acid và hypochloric acid. Phản ứng này là phản ứng thuận nghịch mũi tên hai chiều thể hiện rằng chlorin phản ứng chậm với nước và không hoàn toàn. Nghĩa là sau phản ứng, ngoài hai thằng axit sinh ra, sản phẩm vẫn còn là chlorin và nước còn dư. Và hỗn hợp thu được sau phản ứng gồm bốn chất này được gọi là nước chlorin. Hợp chất hypochlorous axit này nó đặc biệt ở chỗ có nguyên tử chlorin có số xóa là dương 1. Với hợp chất mà chlorine có số xóa dương một thế này, nó thể hiện tính oxy hóa rất mạnh. Nhờ có tính oxy hóa rất mạnh này, nên là nước chlorine nó có tính tẩy màu và sát khuẩn. Nước chlorine này được dùng trong nước sinh hoạt để khử trùng diệt khuẩn đấy. Đấy, nếu các em để ý là nước máy của chúng ta dùng hàng ngày, thỉnh thoảng sẽ có mùi thuốc tẩy, đúng không? Mùi thuốc tẩy đấy chính là nước chlorine đấy. Hoặc là khi các em đi đến bể bơi đều ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc luôn đúng không? Là vì các bể bơi thường xuyên dùng chlorine để sát khuẩn. Đấy, các em thử nghĩ mà xem nhé. Bây giờ đi xuống bể bơi, thầy khẳng định luôn là ai cũng phải đái một vài bãi xuống bể bơi. Đúng không? Đừng có cãi. Đấy, thì bây giờ một bể bơi có khoảng ba chục ông xem. Không dùng nước chlorine để khử. Thì thay bao nhiêu nước cho đủ bây giờ? Đúng không? <laughs> rồi, vui rồi nha Tiếp tục này Bromine và Outdye phản ứng với nước cũng tương tự chlorine luôn Đấy, các em hãy dừng video lại một chút đi Và tự viết sản phẩm đi xem nào Rồi Sản phẩm như trên màn hình đây Tương tự như chlorine phản ứng với nước Đương nhiên là khả năng phản ứng của Bromine và Outdye Nó sẽ yếu hơn chlorine rồi Thậm chí cái thằng Ardai gần như không phản ứng với nước luôn. Tiếp tục là tác dụng với du dịch kiềm. Sản phẩm của Harrison tác dụng với du dịch kiềm tương tự như Harrison tác dụng với nước thôi. Ví dụ cho thằng Corin phản ứng với dung dịch sodium hydroxide thu được 3 sản phẩm bao gồm sodium chloride, sodium hypochlorite và nước. Tất cả chất sản phẩm này được gọi là nước da ven. Nước da ven này có trong những chai nước tẩy trắng quần áo hoặc là có trong những chai có nhà vệ sinh như là con vịt hoặc là vim đấy. Tức câu hỏi đặt ra ở đây nè, tại sao nước da ven nó lại có tính tẩy trắng và sát khuẩn như vậy? Đấy, các em hãy dừng video lại một chút đi để suy nghĩ và trả lời câu hỏi đi xem nào. À, các em chú ý này. Trong phân tử sodium hypochlorite, số siêu hóa của thằng chlorine là dương 1. Mà thầy vừa nói xong rồi. Chlorine dương 1 nó sẽ thể hiện tính ô hóa rất mạnh. Nhờ có tính ô hóa rất mạnh nên nước da ven này có khả năng tẩy màu và sát khuẩn. Được chưa nhỉ? Vẫn là phản ứng chlorine với dung dịch kiềm, nhưng nếu ta đun nóng nhẹ một chút thì sản phẩm nó sẽ khác. Sản phẩm thu được sẽ gồm sodium chloride và sodium chloride. Đó. Rồi. Thầy có một thí nghiệm nho nhỏ như sau này. Có một ống nghiệm chứa dung dịch sodium bromide không màu. Rồi nhỏ từ từ nước chlorine vào dung dịch sodium bromide. Sau khi nhỏ được vài giọt, dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng cam. Phương trình hóa học sẽ được biểu diễn như sau. Là Corin phản ứng với sodium bromide sau phản ứng thu được bromine màu nâu đỏ và muối sodium chloride. Các halogen có tính ô xóa mạnh, nó có thể đẩy các halogen có tính ô xóa yếu hơn ra khỏi dung dịch muối. Tương tự, Corin và bromine đều mạnh hơn Iodide nên nó có thể đẩy Iodide ra khỏi muối. Rồi, kem máy thử viết hai phương trình hóa học này nhé. Ok, sau khi kem viết xong thì thầy cũng chữa này. Sản phẩm của mỗi phương trình nó sẽ như trên màn hình thôi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù cái thằng fluorine là phi kim rất mạnh nhưng nó không thể đẩy các halogen khác ra khỏi muối. Ví dụ, khi cho fluorine tác dụng với dung dịch sodium bromide. Phản ứng này nó sẽ không xảy ra được. Nguyên nhân là fluorine nó sẽ phản ứng với nước trong dung dịch trước. Do vậy, fluorine sẽ không thể phản ứng được với muối. Rồi. Vừa rồi thầy và các em đã tìm hiểu xong về tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học của nhóm halogen này chúng ta cùng đi đến phần ứng dụng của halogen này xem trong đời sống có ứng dụng gì nhé đối với nguyên tố fluorine các hợp chất của nó được ứng dụng trong đời sống như là chảo chống dính thành phần chính là teflon hay là có trong thuốc trừ sâu chẳng hạn hoặc là có trong kem đánh răng tiếp tục đến chlorine chlorine là một chất oxy hóa mạnh được ứng dụng trong chất tẩy trắng, khử trùng nước và một lượng lớn chlorine được dùng để sản xuất dung môi hữu cơ. Cũng một lượng lớn chlorine có trong muối ăn của chúng ta hàng ngày. Được làm gia vị đấy. Bromine thì được sử dụng trong việc điều chế thuốc an thần hoặc là mực in phẩm nhuộm hoặc là có trong thuốc trừ sâu nữa. Cuối cùng là outdai. Outdai là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của con người. Nếu thiếu outdai sẽ gây ra các bệnh như biếu cổ hay thiểu năng trí tuệ. Nhớ là thường xuyên sử dụng muối iốt nhé. Trong muối iốt có thành phần là outdai. Ngoài ra, hỗn hợp ethanol và outdai được gọi là cồn iốt được dùng để sát khuẩn, rửa vết thương. Rồi, bài học lý thuyết của ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây thôi. Thời lượng cũng khá dài rồi nên thầy sẽ để video bài tập ở buổi học sau nhé xin chào và hẹn gặp lại các em